Quý vị đang quay lại với chương trình Chào Ngày Mới và đây là thời lượng dành cho chuyên mục tư vấn tiêu dùng. Thưa quý vị, ngày nay thì bếp ga đã ngày càng trở nên phổ biến hơn và rất quen thuộc đối với nhiều hộ gia đình, không chỉ ở thành phố mà kể cả ở những vùng nông thôn. Tuy nhiên là chúng ta cũng biết được có hàng loạt các vụ nổ ga do dùng ga không đúng cách cũng như là không đạt đủ tiêu chuẩn về chất lượng, gây nên những thiệt hại không đáng có cho gia đình và cho người thân. Mặc dù gần đây đã có rất nhiều loại bếp mới xuất hiện, tuy nhiên thật khó để mà thay thế vị trí của chiếc bếp ga trong gia đình đúng không ạ? Bếp ga là một dụng cụ nhà bếp rất quen thuộc, nhưng làm thế nào để sử dụng bếp ga một cách tiết kiệm và an toàn thì không phải ai cũng am hiểu. Ngay bây giờ chương trình Chào Ngày Mới mời quý vị cùng gặp gỡ chuyên gia để có thể có được những lời khuyên hữu ích trong việc sử dụng bếp ga. Quý vị khán giả thân mến, khi sử dụng bếp ga thì điều đầu tiên được quan tâm đó là tính an toàn và tính tiết kiệm. Như vậy thì để đảm bảo được sự an toàn trong suốt quá trình sử dụng bếp ga thì chúng ta cần lưu ý những điều gì? Và bây giờ thì xin mời quý vị cùng Thiên Nga gặp gỡ chuyên gia để tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này. Xin chào anh. Chào Thiên Nga và chào quý vị khán giả của chương trình Chào Ngày Mới. Thưa anh, khi sử dụng bếp ga thì tính an toàn được người sử dụng rất là quan tâm. Như vậy thì để đảm bảo được sự an toàn thì trong quá trình sử dụng bếp ga chúng ta cần lưu ý những điều gì ạ? Trước tiên chúng ta cần nói đến sự an toàn thì chúng ta nên để bếp ở cái vị trí có cái mặt phẳng và vững chắc. Thứ hai là chúng ta kết nối bình ga vào trong bếp thì bình ga luôn luôn ở cái trạng thái là thẳng đứng. Đó, và khi chúng ta sử dụng bếp xong, nấu xong chúng ta cũng nên khóa vặn ga ở cái vị trí off của bếp đã quy định. Và khi chúng ta nấu xong, chúng ta đi ra khỏi căn bếp của mình thì chúng ta cũng nên khóa van ga từ cái bình ga để đảm bảo an toàn. Dạ, với một số người thì cho rằng là với những cái loại sản phẩm bếp ga rất là hiện đại và được thiết kế an toàn thì sau khi sử dụng xong chúng ta không cần khóa van nữa. Như vậy thì có đúng hay là sai ạ? Tôi khẳng định đó là cái cách sử dụng như vậy là sai và không an toàn. Vì nếu như chúng ta chỉ có tắt bếp khi chúng ta đã sử dụng xong thì lượng ga cũng chỉ ngưng cung cấp từ cái bộ hòa khí cho đến đầu đốt mà thôi. Còn từ bình ga cung cấp cho tới cái đầu dẫn ga ở đây thì vẫn dẫn qua một cái ống dẫn. Và trong trường hợp nếu như ống dẫn này bị rò rỉ nứt hay là do loại gặm nhấm cắn mà gây ra rò rỉ thì lượng ga lớn sẽ thất thoát ra ngoài môi trường thì rất là dễ gây cháy nổ và rất nguy hiểm. Và một lời khuyên đó là khi chúng ta sử dụng bếp ga xong, nấu xong chúng ta nên là tắt bếp và đồng thời chúng ta khóa luôn bình ga. Và bình ga chúng ta cũng nên để ở một cái nơi thông thoáng và trong trạng thái thường đứng và có cái khoảng cách là từ 1m cho đến 1,5m đối với bếp ga để đảm bảo an toàn. Thưa anh, sau yếu tố an toàn và hiệu quả thì em thấy là sử dụng tiết kiệm ga cũng được người sử dụng rất là quan tâm. Và hiện nay thì trên thị trường có xuất hiện rất là nhiều loại bếp ga hồng ngoại và cũng được người sử dụng rất là tin dùng. Vậy thì anh có thể chia sẻ cho quý vị khán giả được biết yếu tố tiện lợi và tiết kiệm của bếp ga hồng ngoại so với bếp ga thường được không ạ? Trước tiên tôi muốn nói về cái sự cấu tạo và nó tạo nên cái sự khác biệt giữa bếp ga hồng ngoại và bếp ga thường. Đầu đốt của bếp ga hồng ngoại á, thì như Thiên Nga cũng thấy rằng là được cấu tạo rất đặc biệt bằng gốm, khác hẳn so với lại cái đầu đốt của cái bếp ga bình thường. Trên cái đầu đốt này có rất là nhiều các cái lỗ nhỏ li ti. Thì một nhà sản xuất người ta ước tính là khoảng 1cm vuông này thì có khoảng 50 lỗ nhỏ li ti. Vậy đường kính của cái đầu đốt của bếp ga hồng ngoại này là có 9cm thì nó tương đương là khoảng 3.000 đến 3.200 lỗ nhỏ li ti để cung cấp ga tới đầu đốt. Chính vì vậy khi cũng cùng một cái lượng ga cung cấp tới đầu đốt thì lượng ga được phân bổ đều trên đầu đốt, khiến cho ngọn lửa được tập trung nơi đáy nồi và được đốt một cách triệt để. Cái dòng bếp ga Blue Star này tiết kiệm được 30% ga so với lại cái dòng bếp ga này và tiết kiệm được 20% thời gian nấu nướng cho người tiêu dùng. Còn cái sự tiện dụng thì ở đây thì là cái cấu tạo đơn giản khiến cho việc lau chùi cũng như là chúng ta chế biến và chúng ta thao tác thì cũng tiện dụng hơn là so với những cái bếp bình thường là bằng các cái đầu đốt bằng đồng hay là bằng những cái thiết bị kim loại, khiến cho quá trình chúng ta sử dụng sẽ gây ra rỉ sét, rồi thì phải lau chùi làm vệ sinh rất là khó. Còn đối với lại cái đầu đốt của bếp ga hồng ngoại Blue Star thì được đúc bằng ceramic cho nên khiến cái việc đốt nó được cháy một cách triệt để, nhiệt năng được tăng cao hơn so với bếp ga bình thường, cho nên chúng ta có thể rằng là cái sự tiện dụng thì tại thời điểm này thì nó tốt hơn những bếp ga bình thường. Rất cảm ơn những chia sẻ rất là bổ ích của anh. Quý vị khán giả thân mến, hy vọng rằng với những chia sẻ rất là bổ ích của chuyên gia thì chúng ta có thêm những kiến thức để sử dụng bếp ga an toàn và tiết kiệm hơn, để mỗi giờ vô bếp là mỗi giờ vui quý vị nhé. Hy vọng rằng với những thông tin mà chương trình Chào Ngày Mới vừa cung cấp cho quý vị thì quý vị đã có thêm được thật nhiều những thủ thuật để chúng ta có thể sử dụng bếp ga làm sao để vừa tiết kiệm vừa an toàn
vừa hiệu quả. Và xin chúc cho quý vị cùng với gia đình sẽ có những bữa ăn thật ngon miệng.